tiên tri chấn động về đại vận tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, từ sau 64 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng, dòng đời vẩn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành, nỗi buồn có ngọn có ngành. Mỗi cây mỗi quả tươi xanh tùy người, tốt duyên vui vẻ tươi cười, xấu duyên cay đắng dã rời tâm can, nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng, nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua, nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều Canh Tý tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao, và khi đã qua cột mốc 64 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng bất an, vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi thân quen, dần rời xa cõi đời, mà bần thần cô đơn xót xa cõi lòng. Vì vậy với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy các nhà tử vi học đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Canh Tý là con giáp được luận giải về đại vận may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến tuổi Canh Tý hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công. Nhưng từ sau 64 tuổi trở đi, chỉ cần biết ba điều này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc. Vậy, vận trình cụ thể từ sau 64 tuổi về sự nghiệp công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Canh Tý cụ thể sẽ ra sao và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có, hưởng phúc an nhàn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây, đặc biệt ở phần cuối video ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về ba lưu ý giúp tuổi Canh Tý tránh họa đắc phúc, hậu vận giàu có và bình an. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Quý vị thân mến, nếu những năm tháng tuổi trẻ Canh Tý khổ sở, lận đận dính đến những thị phi, những điều tiếng, những đì đọt, củ hành, củ tỏi của những người bên cạnh, hoặc những người xa lạ, chỉ rình rập chờ thời cho một vụ ảnh hưởng dài lâu, nhưng được cái họa do người hại không đáng sợ, họa do trời đầy mới đáng lo. Nhìn lại suốt chặng đường 64 năm chầy chật, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hơn nửa kiếp người trôi qua thật chóng vánh, với bao lo toan vất vả, lo cho gia đình sung túc, lo cho con cái học hành thành tài, lo cho bố mẹ tuổi già neo đơn, nhưng cũng cho Canh Tý rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều phúc phần xứng đáng, để cuộc đời Canh Tý từ nay trở đi trở nên tốt đẹp, trăm sự đều xuôi, trăm việc đều thuận, càng lớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn vạn người ao ước. Điều đặc biệt làm nên hậu vận giàu sang của Canh Tý nằm ở bên trong nhân cách. Canh Tý sinh năm 1960, là người có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là đại khí. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, điều có khả năng lôi cuốn người khác nhất của Canh Tý đó chính là tâm thái bước vào hậu vận cuộc đời. Thành tựu lớn nhất mà Canh Tý để lại cho đời đó chính là phong thái, khí chất, khí độ, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của Canh Tý. Giai đoạn này của cuộc đời, người tuổi Canh Tý nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay làm lại khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này người tuổi Canh Tý luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ, mệnh chủ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi bột chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc, sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nếu nhìn bề ngoài, thì tưởng rằng Canh Tý là một người hồ đồ, chỉ vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, nhưng thực ra trong tâm Canh Tý vẫn bảo trì vững nguyên tắc, không chút mơ hồ, nội tâm vốn vô cùng sáng tỏ, tâm của họ sáng như ánh trăng, mênh mông như biển cả, nhưng cũng êm ả không chút lăn tăn gợn sóng. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý có được là một khí chất thanh cao của bậc quân tử hiền triết, là một loại hiểu biết cõi đời nhân sinh, cũng là một loại nhường nhịn con trẻ, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Canh Tý thích loại cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, nhưng lại vô hình nhận về vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật che chở, mà rạng rỡ tổ tông,
vinh hiển thịnh vượng một đời. Nhưng Canh Tý vẫn điềm đạm, thanh cao, không hoành hoang, ngạo mạn, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Canh Tý chọn một cuộc đời thong dong, tĩnh tĩnh tại tại, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng. Cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Canh Tý luôn chọn sống theo một cảnh giới khác với những người khác, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Giai đoạn này Canh Tý bên ngoài mạnh mẽ, bên trong khiêm nhường. Mệnh của Canh Tý từ sau 64 tuổi không phải là không buồn khổ, không có ngang trái, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình, bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không để những thứ ô nhiễm bất tịnh tồn tại trong tâm mình. Nội tâm vĩnh viễn bảo tồn sự thanh tịnh, tố chất làm người của Canh Tý sau khi kinh qua sau 64 tuổi là một dạng tài phú, hồng phúc hơn người. Luôn gắn chặt cùng với mình không ai lấy đi, được bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn ung dung lập thế. Hậu vận tuổi Canh Tý luôn biết tu dưỡng, có một độ thâm sâu, người khác có thể không dò biết được nội tâm của mệnh chủ bao sâu, nhưng vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với mình. Làm được tới như Canh Tý trên đoạn đường đời đầy khổ nạn, đầy cám dỗ là rất khó, nếu như làm tới được thì chính là có đại nhân cách, đại độ lượng và đã là thành công rồi. Đặc biệt Canh Tý đối với người luôn khoan dung, không tính toán chi ly, đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có phẩm chất có tu dưỡng tốt. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung, đồng thời trong giai đoạn này của cuộc đời, tuổi Canh Tý đối đãi với người với sự thấu hiểu, quý trọng duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau cầu tiến bộ, đến giai đoạn này Canh Tý minh bạch ra, kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, bản mệnh thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng người, khiến người khâm phục. Đó cũng chính là trí tuệ của Canh Tý, đối với Canh Tý dày dặn với đời, đối với một sự tình luôn siêu xuất, không bị hãm sâu trong đó. Một đời Canh Tý có thể phải gặp rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay. Bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh, bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Canh Tý đều không cần quá để ý, quá coi trọng. Chớ nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng hớn hở, gặp chuyện xấu liền đăm chiêu ủ rột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương, sao có thể là Canh Tý đúng không ạ? Xét về toàn bộ vận trình của cuộc đời Canh Tý, sinh năm 1960 thì cũng không đến nỗi nào. Từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này chỉ có phát triển về tình cảm, tài lộc lại hơi bị yếu kém, đường công danh có phần lên cao, không nên đi xa trong những năm này. Từ 26 đến 30 tuổi, thời gian này bạn sẽ gặp được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc, tình cảm vượng phát tột độ, những năm này lập gia đình khá tốt, trừ năm 29 tuổi, việc làm ăn gặp nhiều tốt đẹp. Từ 31 đến 35 tuổi, thời gian này việc làm ăn, tình cảm gia đạo và tài lộc vẫn ở trong mức độ trung bình mà thôi. Năm 33 tuổi, sức khỏe suy yếu, kỵ tháng 10, từ 36 đến 40 tuổi. Thời gian này có số tốt đẹp về công danh hay nghề nghiệp, những năm này bạn có phần phát đạt về gia đình, công danh lẫn sự làm ăn. Vào 37 tuổi, trong gia đình có đại nạn, cẩn thận về con cái. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này không được nhiều tốt đẹp, có nhiều xui xẻo, không nên giao dịch về tiền bạc, cũng như không nên làm ăn có hại. Từ 46 đến 50 tuổi, thời gian này bình thường không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, gia đạo, tiền bạc vẫn bình thường, việc làm ăn không được nhiều kết quả tốt đẹp lắm. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này gia đình trở nên trầm trọng, cuộc sống không được bảo đảm hoàn toàn, có sụp đổ sự nghiệp trong thời gian này. Đề phòng sức khỏe không được tốt, trong khoảng thời gian này nên cố nhẫn nhịn và tránh những việc tố tụng có hại cho gia đình và hạnh phúc của bạn. Từ 56 đến 60 tuổi, thời gian này gia đình hạnh phúc trở lại yên vui, tuy nhiên nên cẩn thận tiền bạc, phần cá nhân có đau bệnh liên miên, coi chừng có đại nạn bất ngờ trong những năm này. Tiếp theo là vận trình tuổi Canh Tý sau 64 tuổi qua các phương diện chính. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời dự báo, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn.
Những người tuổi Canh Tý, dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn, họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống. Dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Khoảng thời gian hoàng kim nhất nằm ở trung vận, từ 40 tuổi trở đi. Vận khí tuổi Canh Tý hanh thông, thuận lợi, bất tận làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, hậu vận vạn sự thành đạt, hưởng vinh hoa phú quý. Cụ thể trong công việc, người tuổi Canh Tý độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin trong công việc. Họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách tự lập và tích cực của người tuổi Canh Tý, khiến họ phù hợp với những công việc có không gian tự do phát triển hơn là làm việc gò bó, như công chức nhà nước. Tuy nhiên, khả năng phối hợp làm việc nhóm của con giáp này có nhiều hạn chế, bản thân dễ mất đi hứng thú, sáng tạo, nên học cách điều chỉnh, kiểm soát bản thân và hài hòa hơn khi làm việc với người khác. Tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó, trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh, khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp, bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ thực hiện thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đặc điểm tính cách khác của người tuổi Canh Tý là tính kiên trì. Sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm nhiều tiền, thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý cũng cho thấy, tướng tinh nắm quyền, viễn cảnh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý lạc quan. Một khi đã xác định được mục tiêu, người tuổi Canh Tý sẽ nỗ lực hết mình, dùng mọi cách để đạt được nó mà không than phiền, mệt mỏi. Đây chính là yếu tố quyết định làm nên thành công ở họ, càng trưởng thành, đường sự nghiệp công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi người tuổi Canh Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ gây dựng sự nghiệp vững chắc, tới hậu vận càng may mắn, làm ăn thuận lợi, tài lộc nhờ vậy cũng vượng phát, về già được sung túc, không phải lo lắng, ưu phiền nữa. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Luận giải tử vi chọn đời cho thấy, được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Canh Tý hưng vượng, bản thân con giáp này được hưởng lộc trời ban, trong đời hiếm khi thiếu tiền. Người tuổi Canh Tý thời trẻ đã rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc, khả năng quản lý tài chính tốt, có điều độ dễ mềm lòng. Nên tuổi Canh Tý hay bị người đời lường gạt, họ có phần tự tin thái quá, do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Vì vậy, bản mệnh cần thận trọng trong làm ăn và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích góp, tiết kiệm mà nên, họ chỉ biết làm vậy để ổn định lâu dài, mà không có kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả, nên chỉ có lợi tức ít ỏi. Thời trẻ, người quá phóng khoáng, tùy tiện, thiếu kiên trì, nên họ lại lãng phí tiền của, tiền kiếm được nhiều, nhưng đến nhanh và đi cũng nhanh. Song sau khi kết hôn sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn. Đặc biệt, từ năm 65 tuổi trở đi, đường tài vận của những người tuổi này đã có sự chuyển biến tích cực, bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc, khiến ai cũng ngưỡng mộ, tính cách của con giáp này cũng trở nên lạc quan, suy nghĩ tích cực và thông thoáng hơn rất nhiều, dù trước đó bạn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng không né tránh, mà sẵn sàng đương đầu, hạ quyết tâm xử lý triệt để. Người làm kinh doanh, ngày càng ăn nên làm ra, phú quý đầy nhà, con giáp này, nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt, thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu. Cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may khiến ai cũng phải ghen tị với bạn. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý cần chú ý những kẻ hẹp hòi, đố kỵ, luôn tìm cách hạ thấp uy tín của bạn. Bạn cần bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình, làm ăn cũng cần thận trọng, sẽ tránh được rắc rối, mất tiền hao của. Vận mệnh của tuổi Canh Tý có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi, làm ăn hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận giải tử vi, muốn làm ăn cho vững vàng, thuận lợi, suôn sẻ, bạn cần lựa những tuổi này: Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi. Việc làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời. Ngoài ra, Canh Tý cũng nên tránh những tuổi như Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân. Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Canh Tý, nếu hợp tác làm ăn,
khó mà có thể thành công hoặc có kết quả tốt được. Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý 1960. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý cho thấy, người tuổi Canh Tý bẩm sinh có khả năng thích nghi với môi trường rất tốt, họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi, nhiệt tình, như vầng thái dương nhỏ chiếu sáng muôn nơi. Người này bình thường ít khi bệnh tật, nhưng nếu bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi, vậy nên con giáp này cần luôn chú ý giữ gìn, bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì thói quen, việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Canh Tý nên đặc biệt chú ý, tránh để bị trúng gió, đau dây thần kinh hoặc xương khớp. Mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Đặc biệt, ở độ tuổi ngoài 60, Canh Tý cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức, hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, trong năm 2024 tới, có sự xuất hiện của ngũ quỷ, mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong thời gian này, kẻo va vấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Trong cuộc đời Canh Tý được ông quan đế độ mạng, tuổi thọ trung bình của người này từ 68 đến 89 tuổi. Tuy nhiên, số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của Canh Tý. Nếu sống tốt, thiện, tạo nhiều phúc đức thì tăng niên kỷ và ngược lại. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, người tuổi Canh Tý thường rất chung thủy trong tình yêu. Nếu đã thích một ai đó, người này sẽ chủ động theo đuổi, tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất sâu nặng. Đã yêu ai thì sẽ nghiêm túc tính chuyện trăm năm, họ luôn tự tin vào tình cảm của hai người, cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu. Con giáp này có lòng tự tôn cao, nên không cho phép mình thể hiện sự đau khổ, buồn chán ra bên ngoài, hoặc trước mặt người khác, có tâm sự gì họ giấu kỹ trong lòng, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Phần lớn, người sinh năm Canh Tý đều rất nhân từ, rộng lượng, họ luôn khoan dung với những người họ thích, khi xảy ra mâu thuẫn, họ cũng luôn là người nhường nhịn và hy sinh. Không bao giờ tính toán thiệt hơn, tính cách như vậy nên họ được rất nhiều người yêu mến, cũng có ưu thế rõ ràng trong tình yêu. Trong hôn nhân, gia đạo gặp nhiều biến cố trong thời gian đầu, nhưng về sau mọi thứ đi vào ổn định và gia đạo có phần yên vui hơn. Nữ mệnh Canh Tý là người tháo vát, nhanh nhẹn nên chăm sóc gia đình rất tốt, vì bản tính hay tính toán người tuổi Tý ít khi sẵn lòng chi hầu bao cho người khác. Ngay cả khi đó là người thân hoặc gia đình, họ có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng, hạnh phúc bên gia đình. Nam giới tuổi Canh Tý luôn nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt, họ làm được rất nhiều tiền nhưng lại rất tiết kiệm. Họ là người sống vì gia đình, luôn yêu thương vợ con, có hiếu với cha mẹ nên gia đạo thường êm ấm và thuận hòa. Về nuôi dạy con cái, anh em trong gia đình, Canh Tý may mắn có con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực. Anh em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, dường như rất ít khi xảy ra tranh chấp, đấu khẩu. Tuy nhiên, trong cuộc sống thì sẽ có lúc con cái, vì sự phát triển sự nghiệp hay việc gì đó không đồng nhất quan điểm mà có mâu thuẫn với bố mẹ. Cũng là lúc để Canh Tý nhìn lại bản thân, dù hiện tại con cái chưa hiểu hết được lời cha mẹ, nhưng con cái cũng có những ước vọng và hoài bão cao xa. Bố mẹ và các con nên ngồi lại tâm sự gia đình với nhau nhiều hơn, động viên, chia sẻ, hay cả gia đình đi chơi du lịch với nhau là cách để mái ấm luôn được gắn kết nhé. Nhìn chung tình cảm gia đạo Canh Tý 1960 có nhiều điều tốt đẹp, gia đình có truyền thống mẫu mực, anh em hòa thuận, con cái được dạy dỗ học tập từ nhỏ, sau này sẽ trở thành những người giỏi giang, về sau con giáp này có phúc hưởng lộc con cháu rất nhiều. Dự báo tương lai của Canh Tý từ sau năm 64 tuổi. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý đột nhiên hiểu thấu về số phận, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn. Canh Tý đã biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ sau 64 tuổi trở đi biết mệnh trời. Canh Tý từ 64 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Canh Tý sau 64 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn. Tín chủ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không oán trời, không trách người, không lười nhác. Đa số Canh Tý đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo. Đặc biệt là Canh Tý cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Canh Tý còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình, tín chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến. Đồng thời Canh Tý cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình,
bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Canh Tý nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ từ người khác. Canh Tý chính là con giáp có khả năng đổi vận, nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ, nếu như Canh Tý biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Giai đoạn hậu vận này, lưu lộc tồn đến Tý, vận trình công việc của Canh Tý sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân Tín chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Từ 64 tuổi cũng là lúc Canh Tý có được những thắng lợi, thành quả từ kinh doanh, đầu tư, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Theo tử vi 12 con giáp thì Canh Tý luôn thấu tỏ, điềm tĩnh, từ sau 64 tuổi đã ấp ủ rất nhiều dự định kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá. Giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới, sự nghiệp dù đã nghỉ hưu hay làm buôn bán tự do, thì lúc nào cũng có thể tiếp bước mà vươn lên một tầm cao mới. Từ sau 64 tuổi cũng là lúc vận số của Canh Tý hanh thông, thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, Canh Tý sẽ có khoản tiền dư giả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thu nhập của Canh Tý không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn, những khoản đầu tư buôn bán, những khoản tiền cho vay hay những cuốn sổ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng cũng đã có dịp sinh lời ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập dư giả an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít, mà phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của Tín chủ cũng phát triển theo chiều hướng ổn định. Tuy nhiên, vấn đề gia đình, tình cảm, Canh Tý cũng cần lưu ý đôi chút. Mỗi gia đình của chúng ta đều có chuyện buồn phiền riêng. Mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, chẳng ai giống ai. Canh Tý đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn. Nhưng mệnh chủ hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà Tín chủ không thể thay đổi, vì chẳng được gì mà lại còn làm hại cho sức khỏe của chính mình. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý hiểu phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình, miễn là bản thân thấy phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc mệnh chủ muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì Canh Tý thật đã sống hạnh phúc từng ngày. Một ngày qua là một ngày Tín chủ mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày Tín chủ được. Khi Canh Tý vui thì bệnh tật sẽ lành, khi Canh Tý hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi Tín chủ vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng Tín chủ sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình. Tại sao lại nói cuộc sống của Canh Tý chỉ thật sự bắt đầu xoay chuyển từ sau 64 tuổi? Bởi trước năm 64 tuổi, Canh Tý luôn phải dành toàn bộ thời gian vì cuộc sống mưu sinh, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì vay mượn thế chấp, vì con cái gia đình, vì đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Sau khi trải qua độ tuổi ấy, sự nghiệp đã ổn định, con cái đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích góp, Canh Tý mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình. Sau ngưỡng cửa của tuổi 64, đã đến lúc Canh Tý được nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão hay làm việc kinh doanh có cửa hàng nhỏ kiếm thêm thu nhập, nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Canh Tý biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng Canh Tý không còn tất bật lo cơm nước, đưa con đi học nữa, mà thảnh thơi hít thở không khí trong lành, thư giãn cơ thể, chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Thời gian này, Canh Tý không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi về nhà khi đến giờ tan tầm, trồng rau chăn gà, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới ở đây, tiện tay mua ít thức ăn về nhà, thong thả làm vài món đơn giản thêm vào mâm cơm để cả gia đình thưởng thức. Canh Tý cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong ngày vừa qua. Đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát, vừa là bạn đời, vừa như tri kỷ. Từ sau 64 tuổi dù không thể tránh khỏi một vài căn bệnh tuổi già, thế nhưng Canh Tý đã biết cách chăm sóc sức khỏe hơn, chủ động thăm khám định kỳ, tìm được người thầy tốt thuốc tốt, sức khỏe nhờ vậy cũng được bền vững theo năm tháng. Mỗi một năm trôi qua Canh Tý có thể chăm lo sức khỏe, vun vén sở thích của mình nhiều hơn, thích hoa thì nuôi hoa, thích sách thì đọc sách,
thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà, thẩm trà. Càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của mệnh chủ càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, bản thân Canh Tý lại càng phong phú và quý giá hơn. Lúc này con cái trưởng thành, công việc ổn định, thu nhập cao giáo, cháu lớn đi học, cháu nhỏ ẵm bồng, con cái Canh Tý cũng đều có công việc riêng, có gia đình riêng và có cả không gian sống riêng. Canh Tý đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Giờ là lúc Canh Tý được con cái phụng dưỡng, hiếu thảo chăm lo. Chúng ta có thể tự thưởng cho mình những chuyến du ngoạn để mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào suốt thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mát mùa hè, lá phong đỏ rực sắc thu, sông băng núi tuyết trời đông, còn có mặt trời mọc trên núi, mặt trời lặn ngoài biển. Và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà chúng ta chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng ngoài thế giới rộng lớn bao la kia. Chỉ có đi khắp núi sông, chúng ta mới hiểu giang sơn. Chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, chúng ta mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, chúng ta càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Chính nhờ sự hy sinh và cố gắng thời trẻ mà từ sau 64 tuổi là thời khắc Canh Tý được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn yên bình ở lại. Canh Tý với những người bạn già cùng nhau ngồi lại pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng. Sau 64 tuổi, tâm trí của Canh Tý đã bình yên, không còn lo được lo mất. Chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều có số mệnh, những gì nên có thì trời sẽ cho. Cái gì mất đi thì không nuối tiếc, thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ, đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Nhưng chỉ cần sống tốt, sống thiện tâm, sống cống hiến và có ích cho đời, thì cuộc đời này đã tốt đẹp nhường nào, đã khởi sắc muôn phần. Qua thời gian mọi ký ức lắng đọng sẽ dần biến thành báu vật vô giá, không ai có thể lãng quên. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng. Tháng Giêng mở đầu cho một năm mới, mọi nhà, mọi người đầy đủ ấm no, sung vầy bên nhau. Những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này cả đời có cuộc sống an nhàn, may mắn thuận lợi, tuy nhiên dễ sinh ra chủ quan, kiêu ngạo, lười biếng. Sinh tháng 2. Tháng 2 đầu xuân, mọi người đi lễ chùa cầu may cho gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Những người sinh tháng này rất thích làm việc thiện, có ích giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên tính tình có vẻ nhút nhát, trầm và ít nói. Họ có nhiều bạn bè thân thiết chân thành và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Canh Tý sinh tháng 3. Những người sinh tháng này trong cuộc đời có nhiều biến cố và hay phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Họ khá nhạy cảm, dễ nảy sinh buồn phiền, đau lòng vì những sai lầm của người khác. Tuy nhiên họ sẽ không bộc lộ những suy nghĩ, nỗi niềm của mình ra bên ngoài, bởi vậy ít có ai thấu hiểu được hết tình cảm của họ. Tuổi Canh Tý sinh tháng 4. Sinh vào tháng 4 tuổi Canh Tý cả đời cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, nhưng lại không gặp được thời cơ làm ăn thuận lợi, đến hậu vận mới được an nhàn, tuy nhiều khó khăn. Nhưng mặt khác người tuổi Canh Tý sinh tháng này có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống giàu sang, sung sướng. Sinh tháng 5. Những người sinh tháng này có khí phách và lòng quyết tâm kiên trì, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, được nhiều người tôn trọng, nể phục và có danh tiếng vẻ vang. Càng về già họ càng có tài lộc và hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng. Tuổi Canh Tý sinh tháng 6. Thông minh tài trí hơn người, dù có gặp nhiều khó khăn thử thách vẫn kiên trì quyết tâm vượt qua, có nhiều ước mơ hoài bão và dự định. Những người này dễ đạt được thành công khi còn rất trẻ. Sinh tháng 7. Thu sang tiết trời mát mẻ, trong lành, dễ chịu, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, sung sướng, không gặp phải biến cố, khó khăn nào xảy ra. Tuy nhiên bởi bản tính tin người mà tuổi Tý sinh tháng này thường bị lợi dụng, làm ơn mắc oán, bị nhiều người hiểu lầm gây nên tai tiếng. Tuổi Canh Tý sinh tháng 8, thông minh, trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp, chăm lo cho cuộc sống của bản thân, không dựa vào bất kỳ một ai. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng này trong cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong những lúc khó khăn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, yêu thương nhau. Tuổi Canh Tý sinh tháng 9. Những người sinh tháng này tính tình thật thà, hiền hậu, nhút nhát, không giỏi khéo léo trong giao tiếp. Mặt khác họ có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, may mắn, hôn nhân hạnh phúc, gia đình anh trên em dưới hòa thuận yêu thương nhau. Tuổi Canh Tý sinh tháng 10. Người sinh tháng này có nhiều hoài bão, ý chí, tài cao nhưng phận thấp, cuộc sống công việc gặp nhiều khó khăn, lận đận,
trong cuộc đời. Người tuổi này có nhiều biến cố và thay đổi về công việc, hôn nhân, gia đình. Có lúc cuộc sống an nhàn, dư thừa, nhưng cũng có lúc túng thiếu phải vay mượn khắp nơi. Canh Tý sinh tháng 11, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp, tuy nhiên thời cơ có ít và thường đến muộn. Bởi vậy những người tuổi Canh Tý sinh tháng này đa số sự nghiệp ổn định chậm, trong cuộc sống hàng ngày, họ được nhiều người yêu quý tin tưởng và kính nể. Canh Tý sinh tháng 12, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, không vất vả lận đận, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, ấm no sung sướng. Tuy nhiên họ không có tính tự lập, thường ỷ lại dựa dẫm vào người khác, đôi lúc gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, từ xưa đến nay dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Canh Tý được Phật Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Canh Tý cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, mà trong dân gian còn gọi người với cái tên khác là Đức Phật Ngàn Mắt, Ngàn Tay, tượng trưng cho tấm lòng từ bi hỷ xả phổ độ chúng sinh. Trong tương truyền và các lời chứng thực trong nhiều văn bản lịch sử chính thống đã ghi chép lại một vài tích liên quan đến Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát như sau. Trước kia, Đức Bồ Tát từng phát một lời thề trước Phật A-di-đà sẽ phổ độ chúng sinh tất thảy đều thoát khỏi bể khổ trong luân hồi chuyển thế. Nếu không tuân thủ theo lời thề đó, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Sau này trong quá trình tu luyện và chứng độ cho vô vàn chúng sinh, trong lục giới thoát khỏi khổ, nhưng không giúp được mọi sinh linh để ra khỏi bể khổ, nên đã thân thể vì thế vỡ tan thành 1.000 mảnh vì chứng kiến cảnh tượng đó. Phật A-di-đà đã dùng pháp lực của mình mà hồi lại thân thể của Đức Bồ Tát Thiên Thủ, có thể dùng được 1.000 cánh tay của mình phổ độ chúng sanh, từ đó hình tượng của Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát gắn liền với 1.000 mắt, 1.000 tay, với sức mạnh vô cùng màu nhiệm, với đó các bàn tay của Ngài đại diện cho hành động và con mắt đại biểu cho thấu suốt. Đối với ý nghĩa của Phật bản mệnh tuổi Tý, hay còn là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, được coi là biểu tượng cho mọi sự viên mãn, vì hình ảnh của Đức Bồ Tát gắn liền với thế kết gia phu tọa hai tay trước ngực, chắp lại và ở giữa có biểu tượng ngọn mani. Không những vậy, trên những cánh tay khác của Đức Phật còn cầm rất nhiều các pháp khí uy quyền của nhà Phật, như tràng hoa, đại diện cho từ bi hỷ xả đức độ, bánh xe pháp luân, biểu trưng cho bánh xe pháp của Đức Phật và cũng là giáo pháp của nhà Phật, bình tịnh thủy, năng lượng pháp vị và gia trì của Đức Phật để diệt trừ mọi khổ đau. Ngoài ra là các pháp bảo khác như chày kim cang, hoa sen, lụa gấm vóc. Chính vì vậy, Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát đại diện và cũng là vị Phật bản mệnh riêng cho tuổi Giáp Tý, mang ý nghĩa về cầu bình an, cầu hạnh phúc, đắc hạnh phúc. Bởi đối với một vật phẩm hộ thân được tặng theo hình tượng của một trong 8 vị tôn, chủ không chỉ hưởng con người hướng tới điều thiện tâm, giải trừ gian ác, mà còn có tác dụng hóa giải điềm tai ương không may mắn. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, 4 loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi, thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhả người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà vinh váo mãi không thôi, bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa. Không muốn cùng họ ở chung, bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình,
sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ, thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây, người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu, muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.